chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Sư Tuệ Đức, rừng gọi, là ai mà ngồi vào vị trí của thầy Minh Tuệ? Xin chào quý vị khán giả. Gần đây, trên cộng đồng mạng lan truyền một bức ảnh chụp lại cảnh một vị sư khoác y phấn tảo đang ngồi tọa thiền tại đúng vị trí trước đây của sư Minh Tuệ khi chưa ẩn tu. Vị sư này với dáng vẻ tĩnh lặng và an nhiên, ngồi trong một không gian yên bình, xung quanh là các Phật tử đang thi nhau đảnh lễ. Bức ảnh nhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi, gây ra sự tranh cãi quyết liệt trong cộng đồng Phật tử và những người theo dõi. Có hai luồng ý kiến trái ngược nhau về hành động của vị sư này. Một bên cho rằng việc ngồi đúng vào vị trí của sư Minh Tuệ là không nên. Họ lập luận rằng nơi tọa thiền của sư Minh Tuệ là một nơi thiêng liêng, đã gắn liền với sự tu tập và năng lượng tâm linh đặc biệt của thầy. Do đó, vị sư mới nên tôn trọng điều này và chọn một vị trí khác, có thể là kế bên hoặc cách xa chỗ của sư Minh Tuệ ra. Những người này cho rằng việc ngồi vào vị trí của sư Minh Tuệ có thể bị xem là không tôn trọng hoặc làm giảm đi sự đặc biệt của không gian này. Ngược lại, luồng ý kiến thứ hai cho rằng hành động của vị sư này là hoàn toàn bình thường và có thể hiểu được. Họ lý giải rằng vị sư mới có thể muốn cảm nhận năng lượng đặc biệt tại cốc của sư Minh Tuệ để có thể hòa mình vào dòng chảy tâm linh mà thầy đã để lại. Họ cho rằng đây là một hành động đầy kính trọng và không có gì sai trái. Một số Phật tử bày tỏ sự lo lắng rằng nếu không cẩn thận, hành động này có thể dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Vậy vị sư này là ai? Mời quý vị cùng chương trình tìm hiểu ngay sau đây. Sư Tuệ Đức, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thuật, là người gia nhập tăng đoàn sư Minh Tuệ vào những ngày cuối tháng 5. Ông được giới thiệu là có chuyên môn trong việc chữa lành những nỗi đau của con người bằng phương pháp thiên nhiên và nhịn ăn. Chuyên môn của ông rất độc đáo nên nghĩ rằng mình có thể giúp đỡ các nhà sư khác thực hành ăn một bữa một ngày trước giờ ngọ. Điều này là vô cùng khó khăn cho các nhà sư mới tu tập. Sư Tuệ Đức nghĩ rằng kiến thức và kinh nghiệm của mình có thể giúp đỡ họ làm sao chỉ ăn một bữa một ngày mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, mà vẫn có đủ nghị lực để đi theo đoàn. Trước khi đi tháp tùng đoàn các nhà sư của thầy Minh Tuệ, ông đã trình bày trong một lá thư bày tỏ với thầy tổ, tổ tiên và cha mẹ trước giờ lên đường. Đó là để yểm trợ năng lượng và các kỹ năng sống sinh tồn, làm thế nào để chống cái đói, chống cái khát, chống cái lạnh, chống cái nóng. Đấy là điều mà sư rừng gọi có thể giúp các nhà sư khác. Còn ông có mặt ở đấy cũng là để học tập sống cái đời chân thật và buông bỏ tất cả. Cuộc đời dõn dẹn chỉ có ba y một bát, giải thoát mọi lo sợ, buồn đau, phiền não để sống hòa hợp với thiên nhiên và con người. Và con cảm thấy rất năng lượng, rất hạnh phúc. Tài sản của con là những gì con cho đi. Nơi đâu cũng là nhà, luôn ở trong vòng tay yêu thương của tất cả những người hữu duyên, và đặc biệt luôn ở trong vòng tay yêu thương của thiên nhiên. Đó là cơ duyên vì sao một người được đánh giá là có học thức, lại có một công việc đáng mơ ước, lại phát tâm đi theo sư Minh Tuệ. Điều này do chính ông chia sẻ. Vì sao sư Tuệ Đức lại có tên là Rừng Gọi? Ông từng tốt nghiệp thạc sĩ ngành lâm nghiệp tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005, với đề tài được đánh giá xuất sắc hệ tri thức bản địa của người Mạ và Tiên trong quản lý tài nguyên rừng, và sau đó có thời gian công tác tại rừng quốc gia Cát Tiên. Năm 2006, ông lập gia đình khi ước nguyện xuất gia năm 2005 không được người yêu, sau này là vợ, ủng hộ. Do vậy, ông thuật xuất gia giữa đời thường, thân tại gia tâm xuất gia. Con gái đầu ra đời đến năm 2010, gia đình đón chào cháu trai. Sư Tuệ Đức là người trẻ nhất tham gia và có báo cáo tham luận quan trọng tại Hội thảo Quốc tế UNESCO về quản lý bền vững các khu dự trữ sinh quyển của khu vực Đông Nam Á, được tổ chức ở Trung Quốc năm 2007. Sư Tuệ Đức là người Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng xanh tại Malaysia năm 2011. Năm 2009, ông đã ngộ ra nhiều thứ, ngộ ra chết chỉ là ảo tưởng và gây sợ hãi,
tạo năng lượng tiêu cực lớn nhất cho ta và người thân. Khi đang ngồi thiền định ở núi Sen Ốc, Nhật Bản, nhìn thấy chiếc lá và hoa anh đào rơi, Sư Tuệ Đức nhận ra sinh tử như là trò hề và không có sinh tử. Tất cả chỉ là chuyển hóa, tiếp nối không ngừng nghỉ. Do đó, đây là lý do mà Sư Tuệ Đức đã viết thư gửi lãnh đạo cao nhất đất nước về chính sách bảo vệ môi trường, quản lý các khu bảo tồn, vườn quốc gia, các khu linh thiêng và di sản cả nước. Sư Tuệ Đức đã không ngại khó khăn, đe dọa nguy hiểm khi lên tiếng kêu gọi Thủ tướng dừng thi công hai thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, hay lên tiếng kêu gọi Quốc hội xem xét lại chương trình sữa học đường, luật rượu bia vốn có nhiều điểm thiếu khoa học, khách quan và chưa phù hợp. Hầu hết các tâm thư và kiến nghị của Sư Tuệ Đức đều được phúc đáp phản hồi chân tình và trân trọng từ Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, các bộ trưởng, các ủy ban và ban thuộc Quốc hội như Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Ủy ban các vấn đề xã hội, Ban dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với tấm lòng rộng lớn yêu thiên nhiên và lắng nghe tiếng rừng gọi, Sư Thuật đã trở về và bắt đầu hành động thể hiện lòng biết ơn đối với rừng, với thiên nhiên đất mẹ. Sư đã không ngừng nỗ lực lan tỏa nguồn năng lượng này đến với cộng đồng. Năm 2014, ông ra mắt cơ sở rừng gọi tại xã Nam Cát Tiên, Đồng Nai. Đây là cơ sở lưu trú tư nhân, nơi cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch và cũng là trung tâm thực hiện hoạt động cộng đồng nhằm giáo dục con người sống xanh, gần gũi và bảo vệ mẹ thiên nhiên. Sư rừng gọi cất tiếng gọi người về để thanh lọc, nhịn ăn, nâng cao sức khỏe và để thân tâm an lạc. Với kinh nghiệm thực hành nhịn ăn từ năm 1998, Sư Tuệ Đức đã truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm thanh lọc, ăn thực dưỡng, giúp thải độc tố. Thân khỏe, tâm sáng, trí tuệ phát ra an thanh tịnh, cơ thể được quân bình, tâm buông dính mắc, sống tối giản thuận tự nhiên. Phương pháp này cũng có nét tương đồng với 13 hạnh đầu đà của Sư Thầy Minh Tuệ. Hiểu đúng về hạnh đầu đà, khi một thiền giả theo đuổi con đường giới, vì ấy nên khởi sự thực hành khổ hạnh để kiện toàn các đức đặc biệt ít muốn, biết đủ, nhờ đó giới như đã mô tả được thanh tịnh. Vì khi giới của vị ấy đã được thanh lọc khỏi các cấu uế bằng những thứ thiểu dục chi túc, diễn ly, độc cư ở những chỗ vắng tinh, cần ít nhu cầu thì giới sẽ trở nên hoàn toàn thanh tịnh. Vị ấy sẽ thành tựu tất cả những ước nguyện của mình và khi toàn thể con người đã được thanh lọc bằng công đức giới và nguyện vào đã an trú trong ba thánh tài đầu tiên, vị ấy bây giờ có thể xứng đáng đạt đến gia tài thứ tư gọi là sự hân hoan trong tu tập. Đức Thế Tôn đã cho phép thực hành 13 khổ hạnh cho những thiện nam tử đã từ bỏ những chuyện xác thịt và không kể thân mạng mong muốn tu tập phù hợp với cứu cánh giải thoát. Khổ hạnh là một hạnh phấn tảo y, hai hạnh bai, ba hạnh khất thực, bốn hạnh khất thực từng nhà, năm hạnh nhất tuệ thức, sáu hạnh ăn bằng bát, bảy hạnh không để dành đồ ăn, không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong, tám hạnh ở rừng, chín hạnh ở gốc cây, mười hạnh ở giữa trời, mười một hạnh ở nghĩa địa, mười hai hạnh nghỉ chỗ nào cũng xong, mười ba hạnh ngồi không nằm. Sư Tuệ Đức cũng thực hiện theo ba hạnh đầu đà của Sư Thầy Minh Tuệ. Mặc y phấn tảo tìm ở những đống rác bên đường, nghĩa địa. Nó thuộc về đồ bỏ tại các nơi ấy hoặc nó đang tiến đến một tình trạng tồi tệ như đồ bỏ đi. Sư Tuệ Đức cũng làm theo bai, là khoác áo ngoài gồm những miếng vải chắp nối lại, thượng y và hạ y theo hạnh đầu đà. Ăn một lần mà thôi, đứng lên rồi không ngồi xuống ăn lại, gọi là hạnh nhất tọa thực. Ngày ăn một bữa chỉ ăn những gì đã xin được trong bát, không nhận thêm bát thứ hai, gọi là người ăn bằng bát. Riêng về việc nhịn ăn, Sư Thầy Tuệ Đức có thể nhịn đến 7 ngày mà không cần đồ uống. Đi theo Sư Thầy Minh Tuệ, Sư Tuệ Đức đã khất thực từng nhà. Sư Tuệ Đức cũng đã từng tìm vào rừng để sống và lập ra nhóm rừng gọi. Sư Tuệ Đức cũng đã sống dưới gốc cây để tìm sự an lạc. Việc ngủ ở nghĩa địa, nhà quan, nơi có người chết, Sư Tuệ Đức chưa từng trải qua. Tuy nhiên, ông đã thấm nhuần việc ngộ ra chết chỉ là ảo tưởng và gây sợ hãi, tạo năng lượng tiêu cực lớn nhất cho ta và người thân. Tất cả 13 khổ hạnh trên đều có đặc tính là ý nguyện thọ trì. Luận nói, người thọ giới là một con người,
Thế nhờ đó nó thọ giới được là tâm và tâm sở. Chính ý chí trong hành vi thọ giới gọi là hạnh đầu đà. Tất cả 13 hạnh đều có công dụng là loại trừ tham dục, và hiện tứ của chúng là vô tham. Nguyên nhân gần của chúng là những đức thiểu dục. Trong thời Phật tại thế, tất cả khổ hạnh đều phải được thọ trì trước mặt Đức Thế Tôn. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, phải thọ trước một vị đại đệ tử của Ngài. Khi nỗ lực đánh bạc đạo quân tử thần, nhà khổ hạnh quấn y bằng rẻ rách lượm từ đống rác vẫn sáng chói như tướng sĩ lâm trận mặc giáp sắt. Y phấn tạo này chính đấng thiên nhân sư cũng mặc từ bỏ hàng cách quý giá cùng những thứ khác. Vậy ai mà không nên mặc y bằng rẻ lượm từ đống rác, nhớ lời đã phát nguyện khi ra đi sống kiếp không nhà. Hãy hân hoan mặc y phấn tảo như người ta trang sức xiêm y mỹ lệ. Sư Tuệ Đức thừa nhận Minh Tuệ là chân tu. Trước khi đi theo sư Minh Tuệ, sư Tuệ Đức đã trích những câu viết trong Đạo Phật đi vào cuộc đời của sư ông Thích Nhất Hạnh về thế nào là một bậc chân tu, cũng như thừa nhận sư Minh Tuệ là một bậc chân tu đúng nghĩa. Trước đây, khi những lùm xùm xung quanh sư Minh Tuệ chưa lên đến đỉnh điểm, người ta vẫn còn ngờ vực sư Minh Tuệ thực sự là ai. Bậc chân tu là sự hiện diện trước hết của đạo đức vô hành. Nhìn vào người, thiên hạ thấy lòng mình thêm tin tưởng, thêm trầm tĩnh, thêm ý thức, thêm thương yêu cuộc đời và xây dựng cho cuộc đời một cách chân thành. Bậc chân tu là một nguồn cảm hứng vô tận cho mọi hoạt động đạo đức và tôn giáo chân chính. Thắp hương nơi nào có bậc chân tu xuất hiện có nghĩa là nhận thức được giá trị cao cả của sự chứng ngộ của đạo đức chân thực. Người chân tu có thể chưa là bậc thánh nhưng nhất định không còn là kẻ phàm. Kẻ phàm là kẻ hành sự trên động cơ danh lợi và tà kiến, chứ không hẳn là kẻ nói dối, uống rượu và ăn thịt. Người chân tu hiếm có nhưng không phải là không thể nhận thức được. Ngồi với một người nào mà ta thấy tâm hồn thanh tịnh, an lạc, tin tưởng, ta thấy khởi động trong lòng ta ý tưởng trong sạch, hướng về phụng sự, thì ta biết ít nhiều người ấy cũng là bậc chân tu. Người chân tu giản dị như ánh sáng, như khí trời cho muôn loài sự sống và không ai hay biết. Người chân tu như mạch nước thấm trong lòng đất, trẻ con hái hoa tím hoa vàng trên thảm cỏ mà không biết đồng cỏ và bông hoa là tặng phẩm của dòng nước trong. Sự hiện diện của những bậc chân tu mang lại nhiều an lạc cho cuộc đời. Nhưng chính niềm tin mới thực là phẩm vật quý giá nhất của người chân tu hiến tặng. Sự hiện diện của người chân tu chứng minh sự hiện diện của đạo đức chân thực, chứng minh khả năng của con người, chứng minh tính khả hành của giáo lý Đức Phật, hoặc nói cho rộng là giáo lý của các bậc hiền nhân. Sự hiện diện của một con người như thế có thể làm cho núi rừng xanh hơn, có thể làm cho dòng sông trong hơn. Đứng về phương diện nghiệp lực cộng đồng, sự xuất hiện của một con người như thế báo hiệu những ngày mai tốt đẹp cho toàn thể. Ảnh hưởng của một nguồn đạo đức vô hành như thế sẽ là đáng kể đối với thế giới của những hoạt động náo nhiệt hữu vi, mà động lực thúc đẩy chỉ là sự tính toán thiệt hơn. Sự hiện diện của một con người đắc đạo dù là không ai biết tới, cũng như là sự xuất hiện của một giếng nước thơm trong giữa vùng sỏi đá khô khan cằn cỗi. Sự chứng ngộ của một nhà hành đạo được xem như là một năng suất đạo đức lớn lao và quý báu nhất trong phạm vi đạo đức tôn giáo và văn hóa. Người đắc đạo có thể không giảng dạy, không viết lách, không khuyên can, không tổ chức, không cày bừa, nhưng vẫn đóng góp cho nhân loại những gì quý giá nhất, hiếm có nhất mà một xã hội ta không thể thiếu được. Ta hãy lấy ví dụ một đám đông đang hốt hoảng trước tai biến và sự đóng góp của một con người giữ được trầm tĩnh. Nhờ sự trầm tĩnh của một người mà đám đông bất hoảng sợ, và do đó còn đủ sáng suốt tìm ra phương pháp thoát khỏi tai biến. Hoặc sự có mặt của một người bạn đức hạnh trong cuộc xung đột gia đình. Người cha ấy, người bạn ấy tuy chỉ ngồi yên không làm gì cả, nhưng sự có mặt của họ có thể tránh được cho gia đình cảnh xung đột chắc chắn có thể xảy ra nếu họ vắng mặt. Đạo đức vô hành tuy không hành nhưng quả thực là đã hành một cách rất có hiệu quả. Cũng như đọc hết Tam Tạng kinh điển Phật giáo chưa chắc đã bằng được sống dài 3 phút bên cạnh Đức Phật. Bên cạnh hiện thân của chân như ấy, nghĩa là bên cạnh dòng suối chân lý ấy, ta được hình ảnh linh động của chân lý tọa hiện nơi con người. Ta dốc uống được thứ nước trong lành của bản thể. Điều đó cho ta biết tại sao các vị đệ tử đồng sinh vào thời Phật đã có thể chứng ngộ dễ dàng như kinh điển thường chép.
Trong thời Phật tại thế, ít có người thắc mắc những nghi vấn về giáo lý, bởi vì chính bản thân Phật đã là một bài giáo lý sống động rồi. Nhìn thấy Ngài, người nghi mấy cũng phải tin, người ác mấy cũng phải hiền, người yếu mấy cũng phải mạnh. Cho đến khi Ngài nhập diệt rồi mà hình bóng Ngài, phẩm cách Ngài cũng còn đủ sức hướng dẫn cho giáo đoàn được thống nhất và thuần hòa gần suốt một thế kỷ. Cùng với đó, Thầy Tuệ Đức cũng ca ngợi Sư Thầy Minh Tuệ và cũng ám chỉ bất cứ người nào hành trì theo lời Phật dạy thì đều là người tu thật. Người tu thật là người buông bỏ vô cầu, không dính mắc, tự do, hồn nhiên và hạnh phúc viên mãn. Còn nếu người nào đi ngược lại lời Phật thì đó là người giả tu, mất tự do, mong cầu, dính mắc, khổ đau thì không phải là chân tu. Lời nhắn trước khi lên đường theo Sư Minh Tuệ: chuẩn bị lên đường tùy duyên thuận pháp, để lại tất cả ở phía sau. Vì buộc trong con lên tiếng, con đến từ tay trắng, con đi cũng trắng tay. Đích đã đến không cầu, hãy làm người vô sự. Đoạn trừ mọi buộc ràng, giải thoát ngoài tất cả như chim giữa hư không. Người sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần mà không uy hiếp được như núi đá trước gió và trăng thoát mây che. Lành thay hạnh đầu đà, chọn sống đời phạm hạnh, không dính mắc điều chi, nhận khổ đau chuyển hóa, lợi mình lợi tất cả. Người phàm không thích gì còn tìm dục lạc, tâm muốn thoát bụi che, tu tập theo chánh đạo, hộ căn biết vừa đủ, giữ gìn giới thanh tịnh, luôn gần bậc chân tu, sống an lạc tinh cần, hướng bay ngược chiều gió. Con yêu thương cha mẹ, các chuyên gia ban phụng sự rừng gọi và tất cả những lời thơ này. Ôi sao nghe mà sâu sắc. Sư thầy xác định cho mình một đường tu đúng nghĩa. Dù có học thức uyên minh hay có là thạc sĩ, sư thầy đủ hiểu mình cần gì lúc này. Xác định tâm thế bàn tay trắng ra đi, không mong cầu, và sư thầy đã tìm đến Sư Minh Tuệ. Cùng với đó, ông cũng đăng đàn lời tỏ bày với thầy tổ, tổ tiên, cha mẹ trước giờ lên đường tháp tùng cùng đoàn của Sư Minh Tuệ. Trong bài viết, ông nói và chính thức thừa nhận Sư Minh Tuệ là một bậc chân tu đúng nghĩa. Cụ thể, con cũng như nhiều ngàn người thương hữu duyên đến rừng gọi đã biết thanh lọc, chuyển hóa thân tâm sâu sắc. Nhất là pháp lành nhịn khổ 7 ngày linh nghiệm có được sự kết tinh những tinh hoa từ lời Phật dạy, từ thầy tổ, từ Đông Tây cổ kim, từ khoa học hiện đại đến các giải Nobel liên quan về sức khỏe, môi trường, lượng tử mà mẹ thiên nhiên và bài học về cuộc sống của muôn loài. Con cũng như người thương Minh Tuệ, cũng nhiều người thương gia đình rừng gọi đã biết sống đời buông bỏ mọi dính mắc và chấp trước, biết sống tối giản, biết sống hòa hợp an lành với mọi người, mọi loài và với thiên nhiên. Con sống ở rừng gọi hay chuẩn bị lên đường cũng là để tiếp tục có mặt cùng đoàn, có bậc chân tu Minh Tuệ để được yểm trợ năng lượng và các kỹ năng sống sinh tồn. Công phu chống đói, chống khát, chống lạnh, chống nóng, kỹ năng kết nối thiên nhiên, kỹ năng thiền chết, cũng như được học và tập sống đời chân thật, buông bỏ xả ly đến tận cùng. Hành trang chỉ dõn dẹn 3 y 1 bát, không dính mắc bất cứ điều chi, giải thoát mọi lo sợ, buồn đau, phiền não để sống hòa hợp với thiên nhiên và con người. Con đã và đang cảm thấy rất năng lượng, rất hạnh phúc. Tài sản của con là nơi đâu cũng là nhà, là luôn ở trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người thương hữu và luôn ở trong vòng tay yêu thương của thiên nhiên. Dưới dòm trời cha và sự nâng niu yêu thương vô điều kiện của đất mẹ là tâm yêu thương trải rộng đến vô bờ. Con xin nguyện tiếp tục giữ gìn và làm tiếp nối những dòng năng lượng và hạnh phúc này. Con xin nguyện tiếp tục góp phần bảo vệ môi trường, gieo mầm yêu thương, chuyển hóa những kỳ thị, chấp thủ, bạo động, căm thù và vô minh còn tồn tại trong xã hội này. Xin thầy tổ, cha mẹ, ông bà, tổ tiên của cả hai gia đình huyết thống và tâm linh cùng chư thiên và người thương hữu duyên hỗ trợ cho con, che chở cho con, truyền thêm năng lượng và phù hộ độ trì cho con. Như nhận thức được cơ duyên và mong muốn của mình, Sư Tuệ Đức đã viết những lời căn dặn lại rằng: con thấy cha mẹ, ông bà, tổ tiên, thầy tổ mà xương thịt và sự sống đang có mặt ở lưu nhuận trong rừng tế bào và mạch máu của con. Qua thầy tổ và cha mẹ con thấy ông bà bên nội cũng như bên ngoại.
Gia đình huyết thống và gia đình tâm linh đã và đang đi vào con với tất cả mọi năng lượng, mọi trông chờ, mọi ước mơ cũng như tất cả trí tuệ và kinh nghiệm của tổ tiên huyết thống và tâm linh trải qua bao nhiêu thế hệ. Con mang trong con sự sống, dòng máu, kinh nghiệm, tuệ giác, từ bi, hạnh phúc và khổ đau của các thế hệ. Những yếu kém, những tồn tại và những khổ đau truyền đạt lại con đang thanh lọc và tu tập để chuyển hóa bằng pháp bất tịnh thức toàn diện, tính thức thực tập thiền, thiên thương. Những năng lượng của trí tuệ, của kinh nghiệm và của thương yêu mà liệt dị truyền đạt lại, con đang mở rộng trái tim, tấm lòng con và xương thịt con để mà tiếp nhận. Con có gốc rễ nơi cha, nơi mẹ, nơi ông bà tổ tiên huyết thống và tâm linh. Con chỉ là dòng chảy của 70.000 tỷ tế bào đang hân hoan, chỉ sự tiếp nối của quý chư vị tổ tiên thầy tổ, gia đình tâm linh và tổ tiên cha mẹ cùng gia đình huyết thống của con. Cũng như con cháu tâm linh và huyết thống của con đều đang có mặt trong con. Con là họ, họ là con. Con không có một cái ta riêng biệt. Tất cả đều có mặt trong một dòng sinh mệnh đang diễn biến màu nhiệm. Con thấy con là sự sống màu nhiệm đang dàn trải trong không gian. Con thấy con liên hệ mật thiết tới mọi người và mọi loài. Tất cả những hạnh phúc và khổ đau của mọi người và mọi loài là những hạnh phúc khổ đau của chính con. Con thấy con là tâm thức, con là năng lượng, con là trăng sao. Con thấy con là thiên nhiên, con thấy con có trong tất cả mọi loài và tất cả mọi loài trong con. Con thấy con có trong tất cả và tất cả có trong con. Con thấy rõ được thân tứ đại đất, nước, lửa, gió này không đích thực là con. Con không bị giới hạn trong hình hài này. Con là tất cả. Dòng sinh mạng tâm linh và huyết thống từ ngàn xưa liên tục diễn biến tới ngàn sau. Con đã thấy rõ sự thật chân lý của vũ trụ. Con là sự sống tiếp nối và biểu hiện dưới vô lượng hình thức, chuyển hóa trong muôn hình một cách vô tướng tương thích với năng lượng từ ý nghĩ, lời nói, viết và việc làm, hành động của con trong từng sát na, từng hơi thở, từng nhịp đập con tim. Con thấy mình có sự liên hệ linh thiêng với mọi người và mọi loài, dù an lạc hay khổ đau, vô úy hay lo lắng đều đang có mặt tại đây và có mặt khắp nơi trong giờ phút hiện tại này và từ quá khứ cho tới tương lai. Sự sinh diệt của cảm thọ trên thân con, nhất là khi kết già nhiều giờ, nhịn ăn uống nhiều ngày, nóng không dùng máy lạnh hay máy quạt, lạnh không dùng áo hay chăn ấm, không làm cho tâm con khổ. Sự tan rã của hình hài này không động được tới con. Như một chiếc lá rơi hay một nhánh lá bị cắt đi không làm cho sự có mặt của cây suy giảm, cũng như sự biểu hiện hay ẩn tàng của hình tướng con sống không làm suy giảm sự có mặt của đại dương. Pháp thân và tuệ mạng của con cũng như một chiếc lá, một con sóng hay của Phật, của các thầy tổ là vô lượng. Mới của các em nhỏ tu diện minh đạo, lấy cảm hứng từ màu sắc bộ y phấn tảo của sư Minh Tuệ. Thầy Minh Đạo vẫn âm thầm ủng hộ sư Minh Tuệ bằng mọi cách. Xin chào quý vị khán giả. Những ngày gần đây, dòng người đổ về tu viện Minh Đạo vẫn rất đông đúc, chưa có dấu hiệu suy giảm. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy sự ảnh hưởng mạnh mẽ và phước lành mà sư Minh Tuệ đã mang lại. Sự hiện diện của các Phật tử và những người yêu mến đạo pháp góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của các em nhỏ cũng như mọi người nơi đây. Nhờ vào tấm lòng từ bi và những hành động thiện nguyện, tu viện Minh Đạo đã trở thành điểm đến của biết bao người, không chỉ để cầu nguyện và tìm kiếm sự an lạc mà còn để tham gia vào các hoạt động từ thiện. Những đóng góp về tài chính, thực phẩm, quần áo và các nhu yếu phẩm khác đã giúp nâng cao điều kiện sống cho những mảnh đời bất hạnh tại tu viện. Các em nhỏ mồ côi, những người già neo đơn được chăm sóc tận tình, không còn phải lo lắng về những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Mới đây nhất, hình ảnh đáng chú ý được đăng tải trên trang cá nhân của tu viện cho thấy đồng phục mới của các em nhỏ trong tu viện được lấy cảm hứng từ các màu sắc trong bộ y phấn tảo của sư Minh Tuệ. Nhìn vào bức ảnh này, ta thấy những gương mặt hồn nhiên và tươi vui của các em nhỏ tại tu viện Minh Đạo. Các em đang mặc những bộ đồng phục mới. Sự kết hợp màu sắc rực rỡ không chỉ tạo nên một hình ảnh đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự gắn kết tinh thần và sự ủng hộ, động viên giữa thầy Minh Đạo và sư Minh Tuệ.
Các em nhỏ đứng thành hàng, mỗi người một nụ cười rạng rỡ, tay giơ cao biểu tượng của sự hạnh phúc. Nhìn vào bức ảnh, chúng ta có thể cảm nhận được tình thương yêu và sự chăm sóc tận tâm mà các em nhận được tại tu viện Minh Đạo. Mỗi em nhỏ đều có một câu chuyện riêng, nhưng chung quy lại, các em đều tìm thấy sự an ủi và ấm áp trong ngôi nhà chung này. Thầy Minh Đạo, trụ trì của tu viện Minh Đạo, không chỉ là một nhà sư mà còn là một người cha, người thầy với trái tim đầy tình thương. Sự kiên định và lòng trắc ẩn của thầy đã dẫn dắt và chăm sóc các em nhỏ mồ côi tại tu viện. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực từ Giáo hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thầy Minh Đạo vẫn âm thầm ủng hộ sư Minh Tuệ bằng mọi cách có thể. Hành động của thầy Minh Đạo không chỉ là một sự đồng tình cá nhân dành cho sư Minh Tuệ mà còn là một biểu hiện của lòng từ bi và sự nhất quán trong việc bảo vệ và phát triển các giá trị Phật giáo. Nhìn lại hình ảnh này, lòng người không khỏi cảm thấy ấm áp và xúc động. Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong veo của các em chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của tu viện Minh Đạo trong việc tạo dựng một môi trường giáo dục và nuôi dưỡng đầy tình thương yêu. Hy vọng rằng, với sự chung tay góp sức của cộng đồng, những mảnh đời bất hạnh sẽ luôn được che chở, bảo vệ, để từ đó họ có thể vươn lên, sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc. Thưa quý vị, không chỉ các em nhỏ ở tu viện Minh Đạo, mà trang phục được thiết kế lấy cảm hứng từ y áo của sư Minh Tuệ đã thực sự khuynh đảo mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Từ áo dài truyền thống, giấy dốc, khăn choàng, áo thun đến các phụ kiện đều được phối màu sặc sỡ, đa dạng và phong phú như y phấn tảo, tạo nên một làn sóng mới trong xu hướng thời trang và văn hóa. Sức ảnh hưởng của sư Minh Tuệ không chỉ giới hạn trong cộng đồng Phật tử mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến đời sống thường nhật và thẩm mỹ của nhiều người. Những bộ trang phục này còn được các nghệ sĩ nổi tiếng, những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội, lựa chọn và giới thiệu. Những người yêu mến sư Minh Tuệ thường lựa chọn các vật dụng có liên quan đến thầy như trang phục, phụ kiện hay các bức tranh về Phật giáo có in hình thầy. Họ xem đây là cách để cảm nhận sự hiện diện của thầy trong cuộc sống hàng ngày, để luôn nhớ đến những lời dạy và giá trị cao đẹp mà thầy mang lại. Đồng thời xem đây là cách thể hiện tình cảm và sự ủng hộ chân thành đến với sư Minh Tuệ. Thưa quý vị, y phục là một trong bốn nhu cầu cần thiết của đời sống con người. Đối với người xuất gia thì y phục còn là một nét đặc trưng riêng, gọi là pháp phục. Hình ảnh của pháp phục chính là biểu tượng của tăng đoàn, của tu sĩ Phật giáo. Vì thế, từ thuở sơ thời Phật giáo, Đức Phật và chư đệ tử của Ngài đã có một tấm y đặc trưng bao hàm tất cả ý nghĩa và vai trò của tấm y trong việc che mưa tránh gió, không lõa thể mà cũng không hưởng thụ xa hoa, đó chính là tấm y phấn tảo. Đây là bộ pháp phục nguyên thủy nhất có từ thời Đức Phật. Dần dần, pháp tu mặc y phấn tảo trở thành một trong 13 pháp đầu đà dành cho những vị muốn tu tập, và cũng là phương pháp tu tập tiêu chuẩn được ghi lại trong luật tạng cũng như tư tưởng của Ấn Độ thời bấy giờ. Khái niệm về y phấn tảo. Từ thuở sơ thời, chư tăng đã phải đi nhặt những mảnh vải dơ bị quăng bỏ ở bãi rác, trên đường phố hay trong tha ma mộ địa dùng để may y. Loại y này được gọi là phấn tảo y. Đây là một trong bốn món vật dụng tối cần thiết cho đời sống bình nhật của một vị tỳ khưu. Chính lẽ đó, ngay sau khi thọ cụ túc giới xong, chính thức trở thành vị tỳ khưu trong tăng đoàn, vị thầy tế độ sẽ giảng dạy bốn điều nương nhờ. Có nhắc đến việc mặc y phấn tảo như sau: việc xuất gia nương vào y làm bằng vải dơ bị quăng bỏ, trong trường hợp ấy ngươi nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Thời Đức Phật, các vị tỳ khưu du hành đó đây, ngồi trên đá, dưới gốc cây, ở trong hang động nên việc sử dụng phấn tảo y là một điều hợp lý và thích nghi với môi trường. Khi ấy, sinh hoạt của tăng đoàn căn bản là tìm đến những nơi vắng vẻ, yên tịnh để tu tập. Vì lẽ đó mà y phấn tảo như là một thường phục dành cho những vị xuất gia, ngay cả Đức Phật cũng sử dụng y phấn tảo. Người xuất gia đúng nghĩa nhất là sử dụng y phấn tảo bởi vì việc này đề phòng cho vị ấy không khởi lên những tâm niệm tham đắm về y phục hoặc có sự thụ hưởng như người thế tục. Cũng vì vậy,
Đức Phật dạy các tỳ khưu phải nhuộm y màu ngoại sắc để y có màu khác biệt với người thế tục tại gia, với mục đích chế ngự lòng ham muốn về y phục của những vị xuất gia. Tất cả các thứ giải này là những thứ giải tự mình kiếm, lượm được hoặc của một vị tỳ khưu nào bỏ cho hay chư thiên dân cúng thì mới gọi là giải phấn tảo. Vì tỳ khưu sử dụng những thứ giải kể trên rồi loại bỏ đi những chỗ rách nát không sử dụng được, phần còn lại không bị rách được giặt giũ sạch sẽ để may thành một tấm y phấn tảo. Đức Phật và chư thánh tăng ngày xưa cũng từng sử dụng những chiếc y phấn tảo như vậy trong suốt 20 năm đầu tiên sau khi Đức Phật giác ngộ. Và chư thánh đệ tử chỉ mặc y phấn tảo vì đó là món đồ không giá trị, dễ kiếm và không lỗi lầm. Các ngài chỉ sử dụng y phấn tảo này bởi vì lúc bấy giờ chưa được phép thọ nhận y do các gia chủ dân cúng. Vì tu sĩ sống cuộc đời thanh bần, không chấp giữ, tấm y dùng để che thân, che mưa gió và tránh những côn trùng cắn chích. Việc sử dụng y phấn tảo cũng đem đến nhiều lợi ích trong đời sống tu tập, như là không đau khổ do phải giữ gìn y phục, sống không phụ thuộc vào người khác, không sợ trộm cướp, tâm không có sự khao khát về y phục. Hơn nữa, vì tỳ khưu mặc y phấn tảo còn có 10 điều lợi ích, như là không vì y mà phải liên hệ với người tại gia, không vì y mà bày tỏ ra để xin y, không dùng lời khéo léo, xu nịnh để xin y, không vì y mà đi khắp nơi tầm cầu y một cách phi pháp, không buồn rầu vì không được y, cũng không vui mừng khi được y. Y phấn tảo là vật không có giá trị, dễ tìm, không đem tới tai họa, sống nương theo pháp tứ y. Y phấn tảo là những vật thô xấu, không bị người khác cướp đoạt. Như vậy, suốt 20 năm đầu tiên của giáo pháp, Đức Phật và chư thánh tăng đều phải tự mình đi nhặt những giải dụng về để may thành y phấn tảo. Đây chính là tấm y nguyên thủy nhất của chư tăng thời Phật giáo sơ kỳ. Kê những số liệu không tưởng về sự nổi tiếng khủng khiếp của sư Minh Tuệ, điều chưa ai làm được trước đến nay. Xin chào quý vị khán giả. Trong thời đại kỹ thuật số, sự nổi tiếng và ảnh hưởng của một cá nhân có thể lan tỏa nhanh chóng thông qua các nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, ít ai có thể tưởng tượng được rằng một người tu hành, sống giản dị và khép kín như thầy Minh Tuệ lại trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của tất cả người Việt Nam và dương tầm quốc tế chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Thầy Minh Tuệ không đơn giản chỉ là một vị hành khất, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người với những kỷ lục và câu chuyện đầy cảm động về hành trình tu tập và cuộc sống của mình. Sự nổi tiếng của thầy không đến từ những chiến dịch quảng bá rầm rộ hay những chiến lược truyền thông tinh vi, mà từ chính những giá trị mà thầy theo đuổi và cách sống của thầy. Video này sẽ đưa chúng ta khám phá 12 kỷ lục đặc biệt của thầy Minh Tuệ, được cộng đồng mạng ghi nhận chỉ sau 26 ngày thầy trở thành hiện tượng trên các nền tảng truyền thông xã hội. Những kỷ lục này không chỉ là con số, mà còn là minh chứng cho sức ảnh hưởng sâu rộng và sự kính trọng mà mọi người dành cho thầy. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao thầy Minh Tuệ lại có thể gây ấn tượng mạnh mẽ đến như vậy và những câu chuyện đằng sau các kỷ lục đó. 1. Lượng tìm kiếm kỷ lục trên Google. Tên Minh Tuệ đã đạt tới 90 triệu lượt tìm kiếm trên Google chỉ trong 0,5 giây. Đây là một con số đáng kinh ngạc, thường thấy ở những sự kiện toàn cầu hoặc những người nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Sự gia tăng đột ngột của lượt tìm kiếm về thầy Minh Tuệ có thể được lý giải bởi nhiều yếu tố. Trước hết, sự xuất hiện và lan truyền mạnh mẽ của thầy trên các nền tảng truyền thông xã hội đã tạo ra một cơn sốt tò mò và hứng thú từ phía công chúng. Những video về hành trình tu tập khắc khổ của thầy, những câu chuyện cảm động về cuộc sống giản dị và lòng từ bi của thầy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và chia sẻ rộng rãi. Ngoài ra, việc thầy Minh Tuệ không ngừng di chuyển và gặp gỡ mọi người trên khắp đất nước đã tạo ra nhiều cơ hội để thầy tiếp xúc và truyền đạt những giá trị tốt đẹp ở những nơi thầy đi qua. Sự hiện diện của thầy ở nhiều nơi, từ những thành phố lớn đến những vùng quê hẻo lánh, khiến ai nấy đều biết đến thầy, đã góp phần không nhỏ vào việc gia tăng sự tò mò và tìm kiếm thông tin về thầy. 2. Nổi tiếng trên mọi nền tảng truyền thông. Trong chưa đầy một tuần, thầy Minh Tuệ đã trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trên tất cả các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok,
YouTube, Facebook, Viber và Instagram. Sự bùng nổ về mức độ quan tâm và tương tác đã biến thầy trở thành hiện tượng đặc biệt trong không gian mạng. Trên TikTok, nền tảng chuyên về các video ngắn, những đoạn clip ghi lại cảnh thầy Minh Tuệ đi bộ và chia sẻ về cuộc sống đã thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong vài giờ. Những hashtag liên quan đến thầy Minh Tuệ đã trở thành trending, thu hút sự quan tâm của cả người dùng quốc tế. Trên YouTube, nhiều kênh đã đăng tải các video dài hơn về cuộc sống và hành trình tu tập của thầy. Chỉ trong vài ngày, các video này đã lên xu hướng, đạt được hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn bình luận và chia sẻ, tạo nên một làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ từ phía cộng đồng mạng. Trên Facebook, các bài viết dài nêu cảm nhận về thầy kèm theo hình ảnh và video về thầy Minh Tuệ đã nhận được hàng chục nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Người dùng Facebook từ khắp nơi đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng và cảm hứng từ câu chuyện của thầy. Các nhóm và trang cộng đồng yêu mến thầy được lập mới liên tục, thu hút nhiều người tham gia, hoạt động sôi nổi, đã đăng tải không ngừng nghỉ những thông tin mới nhất cũng những bài viết thể hiện tình cảm đến với thầy. Nhiều bài viết đã được chia sẻ rộng rãi, lan tỏa khắp các diễn đàn và trang cá nhân, tạo nên một hiệu ứng cộng đồng mạnh mẽ. 3. Không muốn nổi tiếng nhưng nổi tiếng không tưởng và thu hút sự chú ý vượt trội tại Việt Nam. Theo đuổi cuộc sống giản dị, thanh bần đến khắc khổ, xả bỏ mọi tiện nghi vật chất. Thầy Minh Tuệ từng chia sẻ rằng, với những người ủng hộ mình không tham đắm mê say. Nhưng tới thời điểm hiện tại, thầy Minh Tuệ là người được chú ý nhất tại Việt Nam, thậm chí còn vượt qua những nhân vật nổi tiếng lâu năm trong các lĩnh vực khác nhau. Thầy đã thu hút sự quan tâm không chỉ từ phía người hâm mộ mà còn từ giới truyền thông và cả chính quyền nhà nước, tạo nên một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử truyền thông Việt Nam. Giới truyền thông đã nhanh chóng nắm bắt sự bùng nổ về sự nổi tiếng của thầy Minh Tuệ. Từ các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đến các trang báo chính thống, trang báo mạng điện tử, thậm chí đài truyền hình địa phương và quốc gia, đều dành những mục đặc biệt và thời lượng phát sóng liên quan đến thầy. Sự bùng nổ về sự nổi tiếng của thầy Minh Tuệ đã tạo ra một hiệu ứng domino. Các bài viết về thầy Minh Tuệ thường nhận được lượng tương tác rất cao, tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Điều này khiến thầy trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước. 4. Nguồn cảm hứng cho nghệ thuật. Trong chưa đầy một tháng, thầy Minh Tuệ đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ sáng tạo. Họ đã vẽ tranh, chụp ảnh, những thước phim tài liệu, sáng tác bài hát, thiết kế quần áo, làm tượng và viết thơ ca về thầy. Những tác phẩm này không chỉ phản ánh sự ngưỡng mộ mà còn góp phần lan tỏa những giá trị và triết lý sống mà thầy Minh Tuệ theo đuổi. 5. Chiếc lõi nồi cơm điện đặc biệt. Một trong những điều thú vị đó là sự xuất hiện của một chiếc lõi nồi cơm điện trong câu chuyện về thầy. Chiếc lõi này đã trở thành biểu tượng đặc biệt khi nhắc đến thầy Minh Tuệ, thậm chí làm nhiều người phải lo lắng về sự mất mát trong cuộc sống vật chất của họ. 6. Người đi bộ khắp đất nước. Đầu trần, chân đất, trong người thậm chí còn không có nổi một đồng. Thầy Minh Tuệ là người dẫn đầu trong việc đi bộ khắp đất nước Việt Nam. Thầy đã vào Nam ra Bắc được 3 lần, đến lần này là lần thứ 4, thì gặp trở ngại. 7. Ngủ ngoài trời và những nơi đặc biệt. Thầy Minh Tuệ được biết đến là người ngủ ngoài trời nhiều nhất Việt Nam, từ những nghĩa địa, nhà quan, đến hang đá và các khu vực hoang dã. Thầy đã chọn những nơi này không phải vì thiếu chỗ ở, mà vì mong muốn hòa mình với tự nhiên, hòa nhập vào thiên nhiên. Giống như Đức Phật ngày xưa, những đêm ngủ ngoài trời của thầy Minh Tuệ thường rất khắc nghiệt. Thầy đã nhiều lần phải đối mặt với cái lạnh thấu xương của những đêm trời đông, cái nóng rát da của những ngày hè oi ả. Đây là cơ hội để thực hành sự kiên nhẫn và tinh thần không sợ hãi. Thầy Minh Tuệ đã không ít lần tiếp xúc với rắn, rết và các loài động vật nguy hiểm khác. Trong những lần ngủ ở nghĩa địa hay nhà quan, thầy đã gặp phải những thử thách không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Thầy cũng đã nhiều lần đối mặt với những hiện tượng kỳ lạ mà người đời thường cho là đáng sợ.
Nhưng thay vì sợ hãi, thầy đã dùng lòng từ bi và sự tĩnh lặng của tâm hồn để đối diện với những hiện tượng này. Thầy tin rằng mọi thứ trên đời đều có lý do tồn tại và việc thấu hiểu, chấp nhận chúng bằng lòng từ bi sẽ giúp tâm hồn thanh thản hơn. Thầy Minh Tuệ đã chứng minh rằng, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, con người vẫn có thể tìm thấy sự bình an và thanh tịnh nếu biết cách đối diện với nỗi sợ và vượt qua chúng. 8. Chỉ xin ăn một bữa cơm chay. Thầy Minh Tuệ chỉ xin ăn một ngày một bữa cơm chay, chỉ nhận đồ ăn, tuyệt đối không nhận tiền tài. Thầy luôn nhấn mạnh rằng cuộc sống không cần nhiều, chỉ cần đủ để sống và làm điều thiện. Đây là một cách để thầy giữ cho tâm hồn mình luôn thanh tịnh, không bị chi phối bởi những dục vọng vật chất. Chính lý do này mà nhiều người công nhận thầy Minh Tuệ là một chân tu thực sự. 9. Đối tượng bị khen chê nhiều nhất. Thầy Minh Tuệ hiện là người bị khen chê, ca ngợi, tung hô và đảnh lễ nhiều nhất tại Việt Nam. Thầy đã tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng. Thầy Minh Tuệ không chỉ được tôn vinh bởi những người hâm mộ và những người kính trọng triết lý sống và hành động của thầy, mà còn phải đối mặt với không ít sự chỉ trích và hoài nghi. Một số người ca ngợi thầy như Phật Thích Ca Giáng Thế, người khác lại hoài nghi về những phương pháp tu tập và cuộc sống khắc khổ của thầy. Mỗi bài viết, mỗi đoạn video về thầy Minh Tuệ đều nhận được hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ và phản hồi. Mỗi người đều có quan điểm riêng về thầy, và sự đa dạng trong những quan điểm này đã tạo ra một bức tranh phong phú và đa chiều về thầy Minh Tuệ. 10. Không sân si với đời. Thầy Minh Tuệ nổi tiếng là người không sân si với đời, mà đời tự sân si. Khi đối diện với thầy, những người mang tâm địa không tốt, hiện thân của ma tăng, đã tự hiện hình và tự giả mặt mình. Điều này không chỉ là một cách nói hình tượng mà còn phản ánh rõ nét cách sống và triết lý của thầy, không tranh đấu, không sân si và để nhân quả tự xử lý mọi việc. Thầy Minh Tuệ đã chọn cho mình một lối sống an nhiên, thanh tịnh, xa rời những bon chen và xô bồ của cuộc sống. Thầy tin rằng mọi hành động, suy nghĩ và lời nói đều sẽ có hậu quả của nó, và vì vậy thầy luôn giữ cho mình một tâm hồn thanh tịnh, không để những cám dỗ và sân hận chi phối. Thầy không tìm kiếm sự đối đầu hay tranh cãi, mà luôn giữ cho mình một thái độ vô ngã vô ưu, đón nhận mọi việc với lòng từ bi và sự thấu hiểu. Những người mang tâm địa không tốt, khi gặp thầy Minh Tuệ, thường tự cảm thấy xấu hổ và bị phản chiếu bởi sự thanh tịnh và lòng từ bi của thầy. Họ tự nhìn lại mình và nhận ra những sai lầm như một hình thức tự giả mặt. Thầy không cần phải làm gì, nhưng sự hiện diện của thầy đã đủ để khiến những người không tốt tự nhận ra sai lầm của mình. 11. Không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhưng bị giáo hội lên tiếng. Thầy Minh Tuệ chọn cho mình một con đường tu tập độc lập, không chịu sự quản lý hay ràng buộc của bất kỳ tổ chức tôn giáo nào. Điều này cho phép thầy thực hiện những hành động và triết lý sống theo cách riêng, không bị giới hạn bởi các quy định hay định hướng từ bên ngoài. Tuy nhiên, sự nổi bật của thầy cũng gây ra không ít tranh cãi trong giới tôn giáo. Một số người cho rằng thầy Minh Tuệ, dù không thuộc giáo hội Phật giáo, vẫn nên tuân thủ các quy tắc và định hướng chung của Phật giáo. Những người khác lại ủng hộ sự tự do và độc lập của thầy, cho rằng nhờ đó mà thầy lan tỏa những giá trị tốt đẹp và tạo ra ảnh hưởng tích cực trong xã hội. Điều đặc biệt là, thầy Minh Tuệ không chỉ nhận được sự tôn trọng từ Phật tử mà còn từ các tôn giáo khác. Giới ngoại đạo, công giáo và các tôn giáo khác cũng dành cho thầy sự kính trọng đáng kể. Họ nhìn nhận thầy như một hình mẫu về lòng từ bi và sự thanh tịnh, một người sống đúng với những giá trị nhân văn cốt lõi mà bất kỳ tôn giáo nào cũng đề cao. Thầy Minh Tuệ đã trở thành cầu nối giữa các tôn giáo. 12. Là người không có gì nhưng lại có tất cả. Thầy Minh Tuệ là người không sở hữu những tài sản vật chất, nhưng thầy lại có tất cả những gì quý giá nhất: sự ngưỡng mộ, kính trọng, tôn vinh và tình cảm của mọi người. Thầy không có tiền bạc, không có nhà cửa hay bất kỳ tài sản vật chất nào, nhưng thầy có một trái tim từ bi và một tinh thần kiên định. Trong một thế giới mà giá trị thường được đo bằng tiền bạc,
thầy Minh Tuệ lại chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác. Thầy Minh Tuệ không có bất kỳ tài sản nào để gọi là của riêng, nhưng những gì thầy có lại vượt xa những giá trị vật chất thông thường. Đó là sự tôn kính và yêu mến từ hàng triệu người, những người đã nhìn thấy ở thầy một nguồn sáng thiện lành và hiện thân của Đức Phật. Thầy không có một ngôi nhà cố định để trú ngụ, nhưng mỗi nơi thầy đi qua đều trở thành mái nhà tạm thời. Chính không gian thầy xuất hiện sự ấm áp và gần gũi, tình yêu thương và lòng từ bi sẽ được lan tỏa. Tinh thần kiên định của thầy Minh Tuệ cũng là một tài sản vô giá. Dù đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn, thầy vẫn luôn giữ vững niềm tin và tiếp tục con đường tu tập của mình. Điều này tạo cảm hứng cho nhiều người áp dụng đức tính ấy vào công việc, cuộc sống. Thưa quý vị, nhìn lại những kỷ lục và câu chuyện về thầy Minh Tuệ, chúng ta không khỏi cảm phục trước con người thầy. Thầy Minh Tuệ đã chứng minh rằng, dù sống giản dị và thanh đạm, con người vẫn có thể tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và ý nghĩa. Những kỷ lục mà thầy đạt được không chỉ là những con số mà còn là minh chứng cho một cuộc đời đầy ý nghĩa và giá trị, một cuộc đời mà mỗi người chúng ta đều có thể học hỏi và noi theo. Thầy Minh Tuệ, với lòng nhân ái và tinh thần bất khuất, đã và đang hướng dẫn mọi người đến những điều tốt đẹp hơn, khuyến khích họ sống một cuộc đời thanh cao và lương thiện. Quý vị đang xem chương trình trên kênh Nada, Tinh Hoa Hội Tụ. Mời quý vị xem chương trình tiếp theo ngay sau đây. Kính thưa quý vị, ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết là ma câm. Người nào thích hát karaoke, khi chết sẽ làm ma câm. Người nào kiếp này hay đi du lịch, về già sẽ bị liệt phải ngồi một chỗ. Người nào chăm cúng dường cho chùa, kiếp sau sẽ được giàu sang ở nhà lầu. Đó là một số ít trong rất nhiều phát ngôn lệch lạc của một vị thượng tọa đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian qua. Ông tích cực kêu gọi mọi người cúng dường, tích cực lên sóng trên các trang mạng xã hội, và rồi bị bắt gặp khi đang đi mua một chiếc xe hơi hạng sang. Vị thượng tọa với chiếc đồng hồ trăm triệu ấy còn tự ý sửa đổi giới luật không được tà dâm thành giới không phản bội. Có lẽ rằng chưa bao giờ chúng ta chứng kiến nhiều sự kiện sôi nổi và có phần hỗn loạn tới vậy trong cộng đồng Phật giáo. Giữa lúc mạng xã hội đang tràn ngập những bài thuyết giảng online, những lời kêu gọi cúng dường, hàng loạt những sự kiện ồn ào như vụ rước xá lợi Phật từ Myanmar về Việt Nam. Giữa lúc mà những sự kiện xô bồ như vậy tràn ngập khắp mọi nơi trong cộng đồng Phật giáo, thì sự xuất hiện của một hiện tượng mang tên Thích Minh Tuệ dường như đối lập hẳn với tất cả sự hỗn tạp đó. Trong suốt thời gian vừa qua, sư Thích Minh Tuệ là cái tên được tìm kiếm và xuất hiện nhiều nhất trên mạng xã hội Việt Nam. Quý vị thân mến, tại sao nhiều người quan tâm tới sư Thích Minh Tuệ như vậy? Không khó để lý giải nguyên nhân. Đại chúng đang dành sự quan tâm lớn tới hiện tượng sư Minh Tuệ sau hàng loạt những vụ lùm xùm tai tiếng của những kẻ núp bóng người tu hành như vụ loạn luân Tịnh Thất Bồng Lai, vụ nhà sư đi ba ăn thịt chó Thích Tâm Phúc, vụ sư trụ trì chùa Ba Vàng tổ chức dịch vụ gọi hồn, cùng với rất nhiều những người khoác áo Phật lợi dụng hình thức cúng dường để làm đầy ví tiền của mình. Và gần đây nhất là những bài thuyết pháp gây hoang mang của Thượng tọa Thích Chân Quang đã làm quen ố hình ảnh của Phật giáo, gây ra một cơn khủng hoảng niềm tin của người Việt vào các sư thầy, tăng ni và nền Phật giáo Việt Nam. Sự xuất hiện của sư Minh Tuệ với một hình ảnh hoàn toàn khác biệt của một người tu tập giản dị, lặng lẽ và khiêm nhường, giống như một làn suối nhỏ mát lành giữa những dòng sông chảy đầy sự ô uế. Người ta dễ dàng nhìn thấy sự khác biệt giữa hai con người cùng mang danh là người tu tập, Thích Minh Tuệ và Thích Chân Quang. Hai cái tên này đều được giáo hội Phật giáo nhắc đến trong cùng một thời điểm, thế nhưng những phản ứng về họ thì hoàn toàn trái ngược. Khi giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng về hiện tượng sư Minh Tuệ không phải là một tu sĩ Phật giáo vì ông không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, một cơ sở tự viện nào của giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiều người đã lên tiếng bênh vực sư Minh Tuệ vì bản thân ông cũng chưa bao giờ tự nhận mình là nhà sư. Ông luôn tự xưng mình là con và tự phát tâm đi tu theo phương pháp tu khổ hạnh của Phật Thích Ca lúc còn tại thế để tôi luyện thân tâm,
để trừ bỏ phiền não cấu chấp. Theo phương pháp này, người tu luyện sẽ đi bộ khất thực, chỉ xin cơm không xin tiền, mỗi ngày chỉ ăn một bữa duy nhất. Ông xem Phật Thích Ca là thầy và cũng xem giới luật là thầy. Ông không nhận mình là sư hay thầy của ai, không nhận đệ tử hay thị giả, không chủ động giảng đạo lý cho bất cứ ai mà chỉ nói khi được hỏi. Vì tu luyện theo phương pháp khổ hạnh nên trang phục của sư Minh Tuệ cũng không giống một nhà sư mà chúng ta vẫn thường gặp. Thay vào đó, nó được làm từ những miếng vải vụn mà người ta dứt đi, sau đó được giặt sạch và giá lại thành y để mặc. Tu sĩ tu hành hạnh đầu đà không chọn chỗ nghỉ, mà tùy thuận nghỉ ở bất cứ đâu, không nhận tiền của bất cứ ai mà chỉ nhận đồ ăn dùng cho một bữa duy nhất trong ngày. Tu tập thì không nhất thiết là phải khổ hạnh như vậy, nhưng dường như chính sự âm thầm, lặng lẽ và giản dị ấy mới chính là những giá trị cao đẹp và nguyên thủy nhất của giáo lý nhà Phật. Còn về phía Thượng Tọa Thích Chân Quang, một nhà tu hành có tiếng và giỏi làm truyền thông, với những buổi thuyết pháp được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, từng có lần nói bóng gió về hiện tượng sư Minh Tuệ trong buổi lễ thuyết pháp của mình, với những câu từ miệt thị như những người mà ngưỡng mộ một thằng ba trợn mặc đồ rách tay cầm một cái bát đi lang thang. Ông còn nghi ngờ rằng thầy Minh Tuệ không hiểu về giới luật và Phật Pháp. Tuy nhiên, chính ông Thích Chân Quang cũng thực hiện khá lỏng lẻo về giới luật của nhà Phật. Ở vị trí thượng tọa đáng ra phải sở hữu đức hạnh cao, nắm vững tất cả giáo lý căn bản của Phật giáo. Thế nhưng dường như ngài Thích Chân Quang lại đôi khi quên mất những gì đáng ra một thượng tọa như ngài phải nắm vững. Hơn nữa, nói như vậy thì không khác gì là ông đang xúc phạm chính Phật Thích Ca. Trong một xã hội toàn những người lưng gù, thì kẻ lưng thẳng mới là người khuyết tật. Trong một xã hội mà ai cũng thích nhận tiền, thì kẻ từ chối nhận tiền bị coi là một thằng ba trợn. Cộng đồng mạng thì vẫn còn chưa hết chê cười sau những bài giảng lệch lạc về luật nhân quả của Thượng Tọa Thích Chân Quang. Ví dụ như nằm võng làm mất phước, cái võng là nơi để tiêu diệt hết công đức của chúng sinh, hay những người thích hát karaoke khi chết có nguy cơ làm ma câm. Những người hồi trẻ hay đi du lịch về già sẽ bị liệt, cúng dường cả cái nhà cho nhà chùa, còn mình thì dọn ra ở trong cái chòi thì sẽ có phước. Những câu thuyết pháp sai lệch đó của nhà sư Thích Chân Quang không khác gì đang bôi nhọ chính tôn giáo mà ông đang theo, bôi nhọ hình ảnh của một vị thượng tọa, một bậc tu hành, thành một người tào lao và không xứng đáng được tôn trọng trong mắt của nhiều người. Sau đó, những hình ảnh về ông Thích Chân Quang ngồi chân dắt dẻo tay lướt điện thoại smartphone càng khiến cho ông xa rời hình ảnh của một bậc chân tu. Từ những sự khác biệt ấy, người ta bắt đầu dành sự yêu mến và kính trọng nhiều hơn cho sư Thích Minh Tuệ. Và rồi thì nhiều kẻ đã lợi dụng sự yêu mến đó, lợi dụng hình ảnh của sư Minh Tuệ để kiếm lợi nhuận. Những hiểu lầm về Phật giáo, rất nhiều người đã tôn sùng sư Thích Minh Tuệ như một vị Phật sống, một bậc chân tu, sẵn sàng quỳ xuống lạy sáo để cầu xin phước lành. Dù cho ông liên tục khẳng định mình không dám nhận cái danh ấy vì thấy bản thân mình vẫn đang trên con đường học tập, tu tập và vẫn còn nhiều thiếu sót. Quý vị thân mến, trong cuốn Cuộc đời Đức Phật, câu cuối cùng mà Đức Phật nói với Ananda, môn đồ gần gũi nhất của Ngài trước khi nhập Niết Bàn, đó là các ngươi phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, các ngươi hãy lấy pháp của ta làm đuốc, hãy theo pháp của ta mà tự giải thoát. Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài các ngươi, hãy là ánh sáng của chính bản thân mình. Những người đệ tử của Đức Phật đã đi theo Ngài gần 45 năm, sự an toàn và ổn định dưới ánh sáng của Ngài đã khiến cho họ hoàn toàn quên mất bóng tối là gì. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc rằng họ chỉ đang hưởng cái ánh sáng từ người khác và không thể tạo ra ánh sáng cho riêng mình. Phật giáo nguyên thủy vốn không hề đề cập tới một thế lực tâm linh nào đó ở trên cao phổ độ và ban phước cho chúng sinh. Đức Phật cũng chỉ là một người bình thường bằng da bằng thịt, Ngài không có phép thần thông quảng đại để có thể giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau phiền não, nhưng Ngài có thể chỉ cho chúng ta con đường để thoát khỏi khổ đau và phiền não. Tuy nhiên, giáo pháp của Đức Phật là một phương tiện để đi vào thực tại chứ không phải để miêu tả một thực tại. Cũng như ngón tay chỉ lên mặt trăng không phải là mặt trăng,
người khôn khéo phải nương vào ngón tay để thấy được mặt trăng. Còn nếu cố chấp mà chỉ nhìn vào ngón tay, nếu cho rằng ngón tay là mặt trăng, thì sẽ không có cơ hội nào để có thể thấy được ánh trăng cả. Giáo pháp là để thực tập chứ không phải để cất giữ mà thờ phượng và ca ngợi. Chiếc bè là để giúp ta qua sông chứ không phải để chúng ta vác lên trên vai mà tự hào. Giáo pháp dạy cũng như là một chiếc bè, phải sử dụng nó để đi sang bờ bên kia. Đức Phật chưa bao giờ cần được thờ cúng, chưa bao giờ cần được tôn sùng. Ngài chỉ cần những người theo Ngài học Ngài mà hiểu được những gì Ngài dạy. Ngài nói, Đức Phật là Thầy, Đức Phật không phải là Thần. Nếu như ai đó cúng bái Đức Phật, dâng tặng những thứ lễ vật sang trọng lên Ngài mà lại không hiểu những điều Ngài nói, thì đó không phải là tôn trọng mà là đang xúc phạm Đức Phật. Tương tự như vậy, đi chùa với tâm thế để cầu xin, để cúng dường thật nhiều, thật hậu hĩnh và đổi lấy một mong muốn vật chất, đó chính là tham sân si mà chính giáo lý của nhà Phật luôn bác bỏ. Vậy thì cái luật nhân quả mà Ngài Thích Chân Quang hay đề cập là cúng dường thật nhiều để có kiếp sau giàu sang, tất cả đều đi ngược lại với giáo lý nguyên thủy của nhà Phật. Nếu như hiểu được những điều đó, có lẽ nhiều người sẽ không còn coi bậc tu hành như Phật sống, cũng không bị mê hoặc bởi những lời thuyết pháp lệch lạc, và cũng không bị những kẻ xấu lợi dụng lòng tin tín ngưỡng để kiếm lợi nhuận. Quý vị thân mến, trường hợp điển hình nhất phải kể tới người đàn ông tự nhận mình là hộ pháp Thích Kim Cang. Xuất phát là một người làm nghề lơ xe dạo, có hai người con thì một đứa nhỏ mắc chứng tự kỷ, một người vợ với thu nhập bấp bênh. Thế nhưng nhân vật này đã từ bỏ gia đình của mình để lên đường đi theo sư Thích Minh Tuệ. Vậy đó có phải là từ bi, có phải là buông bỏ, đúng theo giáo lý của nhà Phật hay không? Trong khi sư Minh Tuệ thì luôn tự xưng là con, thì Thích Kim Cang lại thường tiện mồm mà xưng mình là thầy. Trong khi sư Thích Minh Tuệ thì cố gắng thoát khỏi sự cuồng tín của mạng xã hội, thì cái ông Kim Cang ấy lại thường nhanh nhẹn mà tranh thủ chiếm sóng, cố gắng phổ biến hình ảnh của mình trên khắp cõi mạng. Trong khi sư Minh Tuệ ẩn tu, thì Thích Kim Cang lại đang nổi lên với những hình ảnh phản cảm, hết đi ba rồi lại đi ăn nhậu. Thậm chí ngay sau khi rời khỏi đoàn bộ hành, người ta đã thấy ông Thích Kim Cang đi nhận những kèo quảng cáo cho cửa hàng xe máy, mở đạo tràng riêng và thường xuyên lên mạng livestream chém gió với các fan. Mình tự hỏi rằng liệu Thích Kim Cang có thực sự muốn tu tập, muốn học theo giáo lý của nhà Phật, hay là đi theo chỉ nhằm quảng bá cho chính hình ảnh và tên tuổi của mình để sau này nổi tiếng và dễ nhận quảng cáo cũng như kiếm tiền hơn. Ông này còn nói dối về thân phận và gia cảnh của mình, đến nỗi mà người vợ ở nhà khi tình cờ thấy trên livestream có xuất hiện hình ảnh của chồng mình thì đã vội khóc lóc nhờ vả mọi người khuyên ông ấy trở về để lo lắng cho gia đình. Thế nhưng có lẽ chị ấy cũng không cần phải quá lo lắng đâu, bởi sau chuyến bộ hành này, chồng chị đã kiếm đủ số fame cần có và rất có thể sẽ trở thành một người có tầm ảnh hưởng với mức thu nhập không hề nhỏ. Vậy mà nhiều người vẫn cuồng tín tin tưởng Kim Cang như người bảo hộ cho sư Thích Minh Tuệ, thậm chí còn xin vía ông này để gặp may mắn. Quý vị thân mến, từ trước tới nay, nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo và không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân đã được các cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi. Trong quá trình đó, sư Minh Tuệ đi khất thực, chính quyền các địa phương luôn tạo điều kiện để ông được đi bộ, được hành trình theo ý nguyện sống, đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe. Suy cho cùng, Phật giáo luôn là một tôn giáo tốt đẹp, giáo lý của nhà Phật luôn dạy chúng ta làm việc thiện, dạy chúng ta cách để từ bỏ tham sân si, cách để sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Đừng để bản thân mình làm giấy bẩn những sự cao quý đó của đạo Phật. Mong rằng đạo Phật sẽ luôn đẹp và mãi phát triển. Quý vị đang xem chương trình trên kênh Nada Tinh Hoa Hội Tụ, mời quý vị xem chương trình tiếp theo ngay sau đây. Thượng tọa Thích Chân Quang bị kỷ luật cấm thuyết giảng 2 năm dưới mọi hình thức và phải nhập thất sám hối sau loạt phát ngôn không đúng chánh pháp.
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xử lý kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Chân Quang. Cấm Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người trong 2 năm. Ngày 19 tháng 6, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ấn ký thông báo kỷ luật đối với Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Theo thông báo, vừa qua, Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được các văn bản và đơn thư của cộng đồng Phật tử, nhân dân cũng như những thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và mạng xã hội phản ánh về nội dung những bài giảng pháp của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu gây hoang mang trong xã hội, phản ứng của cộng đồng làm suy giảm niềm tin Phật pháp và ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Đến ngày 18 tháng 6, lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, lãnh đạo các ban hoằng pháp, pháp chế, kiểm soát, thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã họp xem xét sự việc với sự tham dự của Thượng tọa Thích Chân Quang tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thẩm tra báo cáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về các nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, đánh giá nội dung của các video thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang và ý kiến các đại biểu dự họp, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang, không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thiền Tôn Phật Quang và Thượng tọa Thích Chân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y Tam Bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo, gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Thượng tọa Thích Chân Quang và Ban Quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng, chúng thanh niên Phật Quang tại các tỉnh, thành phố, không đưa các bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian Thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền Tôn Phật Quang. Giao cho Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật trong thời gian 2 năm. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng ni đang tu tập tại Thiền Tôn Phật Quang được ổn định theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Trước đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng thông tin về những phát ngôn của Thượng tọa Chân Quang trong một số video mà dư luận phản ánh. Việc này giáo hội đã giao Ban Hoằng Pháp Trung ương và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tổ chức buổi làm việc vào ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội, không đúng với tôn chỉ. Thượng tọa xác nhận Thượng tọa Thích Chân Quang chỉ là trụ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Chân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như Ban Trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giáo hội cũng đã tập hợp thông tin, xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Văn phòng Trung ương Giáo hội sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan vấn đề trên. Tới đây giáo hội tiếp tục làm việc và chấn chỉnh việc thuyết giảng của tăng ni, nhất là trên không gian mạng xã hội. Quý vị đang xem chương trình trên kênh Nada Tinh Hoa Hội Tụ, mời quý vị xem chương trình tiếp theo ngay sau đây. Bất ngờ với lời dặn của sư Minh Tuệ với cha mẹ trước khi ẩn tu.
thầy đã biết trước sự việc sẽ xảy ra. Xin chào quý vị khán giả. Những ngày gần đây, mặc dù sư Minh Tuệ đã quyết định ẩn tu, nhưng lòng kính trọng và yêu mến của mọi người dành cho thầy vẫn không hề giảm sút. Hàng trăm Phật tử và người dân vẫn đều đặn đến thăm cha mẹ thầy Minh Tuệ. Sự lo lắng cho sức khỏe của hai cụ già khi phải tiếp đón hết đoàn khách này đến đoàn khách khác đã khiến nhiều người băn khoăn. Nhiều người thắc mắc tại sao gia đình không đóng cổng từ chối tiếp khách để đảm bảo sức khỏe và sự riêng tư cho hai cụ. Ý kiến khác lại cho rằng chính quyền địa phương nên can thiệp để bảo vệ hai cụ khỏi những phiền toái do lượng khách ghé thăm đông đúc gây ra. Mỗi ngày, dòng người nối tiếp không ngừng đổ về, mang theo sự mến mộ và lòng thành kính, nhưng cũng tạo ra không ít áp lực cho gia đình sư Minh Tuệ. Nhưng mới đây, một đoạn video đã được lan truyền rộng rãi, trong đó cha của sư Minh Tuệ đã chân thành chia sẻ. Có lẽ thầy Minh Tuệ đã đoán được trước được sự việc sẽ có nhiều Phật tử đến nhà thăm viếng, nên đã căn dặn cha mẹ mình cứ mở rộng cổng đón mọi người đến, để họ thăm viếng, chăm sóc cha mẹ không mời họ đến, nhưng chư thiên người ta bảo họ đến, chư thiên bảo họ đến thì chư thiên chứng giám. Cho nên chư thiên chứng giám mà mình không tiếp thì không được, nếu mình cấm đoán người ta thì mất phước đi, nên mình cứ đón tiếp để quý Phật tử người ta hoan hỷ, vui vẻ. Sau đây là trích dẫn lời cụ ông chia sẻ, mời mọi người lắng nghe. Có vẻ thế đây thay nguồn dàn đâu, thay dàn đó là cứ mở cổng nó để cho thay họ đến thám hiểu cha mẹ với cái chăm sóc cha mẹ thì họ đến, nhưng cái đó là cha mẹ không mời đâu, cha mẹ không mời họ đến. Nếu mà chú tiên người ta bảo họ đến, mà chú tiên bảo họ đến đó thì chú tiên chứng giám, cho nên chú tiên là chứng giám mà mình không chịu, mình mê thì mình không chịu không được. Cho nên người tiểu này người ta sẽ có nên nó tiểu nó cầm đoạn người ta nó mất tuổi, cho nên để cho Phật tử của ta được nó đúng vậy là hóa thì nhớ là Phật là đang cái tâm nó có cái gì nó buộc quấy cũng quấy. Thưa quý vị, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng rằng cha của thầy Minh Tuệ là một cụ ông có vẻ ngoài rất đôn hậu và hiền từ. Cụ có mái tóc và bộ râu dài, bạc trắng, toát lên vẻ uy nghi và sự trải nghiệm của một người cao tuổi. Khuôn mặt cụ hiền lành, với những nếp nhăn nhẹ nhàng, biểu hiện của một cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn giữ được sự thanh thản và điềm tĩnh. Đôi mắt cụ sáng, tràn đầy sự yêu thương và trí tuệ, luôn nhìn mọi người dưới ánh nhìn bao dung và nhân hậu. Cụ mặc một bộ đồ trắng giản dị, thể hiện sự khiêm nhường và phong cách sống thanh bần của gia đình. Chiếc áo dài tay và quần vải nhẹ nhàng, không hoa mỹ, phù hợp với tinh thần của người tu hành và tâm hồn thanh cao. Cụ ngồi trên chiếc ghế gỗ mộc mạc, trong căn phòng ấm cúng với những vật dụng đơn sơ, nhưng toát lên sự gọn gàng và ngăn nắp. Trên bàn là một đĩa trái cây tươi ngon và một bộ ấm chén sứ trắng, chuẩn bị sẵn để tiếp đón những người đến thăm. Cụ ông ngồi đó, nở nụ cười nhẹ nhàng, tay cụ mở ra như chào đón và trò chuyện với mọi người, tạo nên một không khí gần gũi và thân thiện. Cụ ông luôn giữ phong thái điềm tĩnh, giọng nói ấm áp, chân thành, khiến ai cũng cảm thấy an lòng và kính trọng khi tiếp xúc. Thưa quý vị, lời chia sẻ của thân sinh sư Minh Tuệ về việc mở rộng cổng đón tiếp Phật tử đến thăm viếng đã khiến nhiều người cảm động và ngưỡng mộ. Khi thầy chọn con đường ẩn tu lần thứ hai, thầy đã hiểu rằng điều này sẽ không ngăn được dòng người mến mộ và kính trọng thầy tìm đến. Thầy đã chuẩn bị trước tinh thần cho cha mẹ mình, căn dặn họ mở rộng cổng đón tiếp mọi người với lòng từ bi. Cha mẹ thầy Minh Tuệ, với tình thương yêu con cái vô bờ bến và sự tôn trọng tuyệt đối với những quyết định của con, đã không ngần ngại thực hiện theo lời căn dặn của thầy. Họ hiểu rằng việc mở rộng cổng đón tiếp Phật tử và người dân đến viếng thăm không chỉ là cách thể hiện lòng hiếu khách, mà còn là sự lan tỏa tình thương và lòng từ bi mà thầy Minh Tuệ đã gieo trồng. Dù tuổi cao sức yếu, hai cụ vẫn kiên trì, bền bỉ tiếp đón từng đoàn khách với nụ cười hiền hòa,
ánh mắt nhân hậu và tấm lòng rộng mở. Họ hiểu rằng mỗi người đến đây đều mang theo lòng thành kính và niềm tin vào những điều tốt đẹp mà thầy Minh Tuệ đã vun đắp trong lòng họ. Điều này không chỉ thể hiện bản chất cao quý của thầy mà còn phản ánh những giá trị gia đình đã truyền thụ. Gia đình thầy Minh Tuệ chắc chắn đã gieo trồng nhiều hạt giống từ bi, yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Chính những giá trị này đã tạo nên môi trường thuận lợi để thầy Minh Tuệ phát triển và lựa chọn con đường tu tập. Thưa quý vị, thầy đã từng chia sẻ rằng việc thầy đi khất thực là một phần quan trọng không thể thiếu trong hành trình tu hành của mình. Thầy nhận thức rõ rằng nhờ có sự cúng dường của các Phật tử, thầy mới có cái ăn, từ đó mới có thể tiếp tục con đường tu hành của mình một cách trọn vẹn. Nên thầy luôn vui vẻ đón nhận tất cả những chuyện xảy ra. Khất thực không chỉ là việc thầy đi nhận thức ăn mà còn là sự giao tiếp, kết nối tâm linh giữa thầy và cộng đồng Phật tử. Mỗi bát cơm, mỗi chén nước mà thầy nhận được đều chứa đựng tình cảm, sự kính trọng và lòng thành của các Phật tử. Điều này không chỉ giúp thầy nuôi dưỡng cơ thể mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, giúp thầy có thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình tu hành gian nan. Thầy Minh Tuệ luôn vui vẻ và hoan hỷ đón nhận tất cả những gì xảy đến, dù đó là sự cúng dường hay những khó khăn thử thách trên con đường tu tập. Thầy tin rằng mọi sự việc đều là nhân duyên, là bài học quý giá giúp thầy trưởng thành và tiến bước trên con đường tìm kiếm sự giác ngộ. Chính thái độ này đã giúp thầy duy trì được sự bình an và tự tại trong tâm hồn, dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, gian truân. Xin trân trọng tất cả những tấm lòng đáng quý và tình cảm của mọi người dành cho thầy và cả gia đình thầy. Mặc dù lòng từ bi và sự rộng lượng của cha mẹ thầy Minh Tuệ là vô hạn, nhưng chúng ta cũng cần nhận thức được sức khỏe và sự riêng tư của hai cụ. Việc đón tiếp hết đoàn khách này đến đoàn khách khác có thể gây áp lực và mệt mỏi cho hai cụ, đặc biệt khi tuổi tác đã cao. Do đó, chúng tôi xin khuyên mọi người có thể đến thăm, nhưng khi đến thăm viếng và đảnh lễ, hãy thể hiện lòng kính trọng và biết ơn bằng cách giữ gìn sự yên tĩnh và không ở lại quá lâu. Dành thời gian chia sẻ ngắn gọn và rời đi để nhường chỗ cho những người khác, đồng thời giúp hai cụ có thời gian nghỉ ngơi. Sự tôn trọng này không chỉ là cách thể hiện lòng biết ơn đối với thầy Minh Tuệ và gia đình thầy, mà còn là cách duy trì sự an lạc và bình yên cho tất cả mọi người. Chúng ta cần nhớ rằng, sự hâm mộ và sự kính trọng không chỉ thể hiện qua những lời nói hay hành động bề ngoài, mà còn nằm ở sự thấu hiểu và tôn trọng những giới hạn và nhu cầu của người khác.